chúng ta sẽ chuyển sang phần hoạt động 2, cách thực hiện. Về cách thực hiện trong bức tranh bữa cơm gia đình, chúng ta sẽ có 4 bước. Đó là bước 1, chọn các thành viên tham gia bữa cơm gia đình. Bước 2 là sắp xếp bố cục. Bước 3 là vẽ hình. Và bước 4 là chúng ta sẽ vẽ màu. Thế sau đây, các bạn sẽ theo dõi một video về cách hướng dẫn cách vẽ. Thì trước tiên thì thầy giáo sẽ hướng dẫn và phát hình cho chúng ta cái hình nhân vật chính trong bức tranh bữa cơm gia đình. Thầy giáo sẽ phát qua nét mờ, sau đó thầy giáo sẽ tô lại cái đường nét vẽ chính của mình. Mời các em theo dõi. Trong quá trình vẽ, các em hãy dùng bút chì ta phát nhẹ, những nét nào mà cảm thấy chưa được thì ta dùng tẩy, ta tẩy đi. Khi nào mà những nét đã chuẩn rồi thì chúng ta sẽ đi đậm. Và bây giờ thầy giáo đang phát hình các nhân vật trong bức tranh bữa cơm gia đình, các em theo dõi. Các bạn nào vẽ tốt rồi, các bạn có thể sử dụng bút sáp chúng ta vẽ luôn. Và những bạn nào vẽ chưa chuẩn được hình, ta có thể dùng bút chì. Và trong quá trình vẽ, các nét ta chưa hoàn thiện, chưa tốt thì ta có thể dùng tẩy, ta tẩy đi và chúng ta vẽ lại. Các nhân vật bố mẹ và hai em, tiếp tục vẽ đến các bạn nhỏ. Chúng ta đã vẽ xong những cái nhân vật chính và bây giờ chúng ta sẽ phát hình những cái hình ảnh phụ trong gia đình. Ví dụ bữa cơm ngày Tết thì chúng ta có thể là cành đào hoặc là cây quất. Đấy, sẽ phát những cái bố cục của mảng chính và mảng phụ. Mảng chính là hoạt động của con người trong bữa cơm gia đình, gồm có ông bà bố mẹ và chúng ta, các bạn nhỏ gồm có anh chị. Đây. Sau khi vẽ xong bước phát hình mảng chính, mảng phụ, chúng ta sẽ dùng bút sáp đen hoặc là bút dạ, chúng ta đi nét đậm
cho các nhân vật của chúng ta cho nó đậm lên, và sau đó chúng ta sẽ chỉnh sửa lại hình cho nó chuẩn, sau đó chúng ta sẽ tô màu. Bây giờ thầy giáo sẽ ghi nét đậm để nổi bật bức tranh, rõ ràng bức tranh lên. Các bạn chú ý theo dõi người giáo vẽ nhé. Sau khi vẽ xong thì chúng ta sẽ tô màu, và tô màu thì chúng ta sẽ dùng bút bút sáp hoặc là bút dạ. Đó, khi chúng ta nên dùng bút sáp và bút dạ thì chúng ta chỉ ghi nét thôi, và khi tô màu thì chúng ta dùng bút dạ ta tô màu cho từng nhân vật. Thank you.
Như vậy là chúng ta đã tô xong bức tranh. Bây giờ là hoạt động 3 là thực hành, là em hãy vẽ một bức tranh về bữa cơm gia đình của em nhé. Bài này chúng ta sẽ làm bài ở nhà.